How to write a good paragraph in English. Lần này bạn một đoạn hỏi dừng mở biệt thả Unity hay năng Coherent. Ta biệt tầng pi mặt này cứ chiều với hai miền này dạng nào khá. For good paragraph writing, there must also be Unity and Coherent. Kể thả dầm này cả thả khăn đại lõ, trở tại miền Unity hay năng Coherent. Menita Unity hay năng Coherent này cứ chỉ thiệt dòng khăn pi dòng đạp thua ai cả thả khăn rồi bao giờ nâng miễn và sắp tập hiệp lọ. À lâu dân châu tầm mơ Unity đừng ọc nế, được nông video này dân riêng tệ Unity mùi tế. Unity means that you discuss only one main topic in a paragraph. The main idea that you are going to cover is usually introduced in the topic sentence, and your supporting sentences should only be used to develop that. Unity mean này thả, nẹ bị phía xa lơ bởi thiên ở bót, rưu cùng nất xâm khăn tại mùi bản nốc, nông mùi cả thả khăn. Cùng nất xâm khăn đã nẹ trâu bằng hai nút, chỉ thơ mặt đá cứ trâu sở xe nông bởi dục bởi thiên, hai bởi dục còn trô trâu bùng rít xe kết đấy, cùng nất xâm khăn nụ. Nhưng trong chùm nội nít xông bởi chạy thả, nợ bê đầy dân sở xe xâm này cả thả khăn mùi, dân bắt đọt xâm khăn tại lơ cùng nất xâm khăn mùi tế, rưu có bắt đọt xâm khăn tại lơ bởi thiên tại mùi tế, dân ọt ai sở xe bởi thiên bị bay. Rưu có cùng nhật xâm khăn bị bay nợ khăn nóng cả thả khăn tại mùi bàn lòi. Hai dân pra bởi dụng cầm trô rưu supporting sân thân ní đảm bây cầm trô từ lơ cùng nhật xâm khăn tại mùi rồi bỏ dân nụ. Chẳng gửi lại ní kì còn để chọn bằng hành thá khăn nóng cả thả khăn mùi chân sở xê cùng nhật xâm khăn tại mùi bàn hòi. À lâu dân từ mơ ưu tì hoa dân sinh rồi bỏ dân chi bằng tỏ tiết. Ưu tì hoa mùi ní dân khơi thả bởi dụng và thiên rồi bỏ kê nâng cứ learning English has several advantages. Cứ kì nè dưới âm phí, côn xâm bát, nì ca, sạc xa, phía xa ổng khá lệ. À lâu dân tâm mơ bởi dụng cầm trô. Bởi dụng cầm trô tì mũi, kê được dây âm phí tha ca riêng phía xa ổng khá lệ, cứ ách rô ca nghệ bàn thờ. Nhưng việc cầm trô tờ lỡ bởi dụng bởi thiền. Đó bê côn xâm bát tì phí, kê nè dây tha vì ách thờ ở dân năng miên tùm nệ tùm nôn, tê can mở nốt tù tiên bị phục lốt, có đồ chia dụng đăng âm phí bà nhà và bật thô à rời dễ thô rồi bó phụ kê bàn. Nâng ôi ta chạy ổng khá lệ. Chẳng ở chùm nói tí pi ní bởi dụng cầm trô cứ việc tệ tuôn từ nâng bởi thiên nạp bọt đọt đà. Bởi dụng cầm trô tí bầy. Bởi dụng cầm trô tí bầy ní kê nè dưới âm pi nông lệ khăn sở. Bởi sân chỉ sở dưỡng ai sẵn trêu tệ tuôn dù mùi nâng ai cả xa bàn. Được nông internet cái đói, nông bọn nà lại cái đói. Vì bố ai cả xa trở nát đây trở bàn rồi xe chi phê xa ổng khá lệ. Chẳng dụng màu vinh dưng khơi thà bởi dụng cầm trô tiếng bầy nâng chạp pi firstly rồi hốt đọt thirdly tăng pi tí mùi đọt tí bầy nâng. Cứ việc cầm trô rưu có bị phía xa từ lơ bởi thiên đạo bọt tới mũi cốt cứ giả rạng xâm khăn nì ca riêng phía xa ổng khá lệ. Nhưng mình nít thà bởi dụng cầm trô rộ bỏ dưỡng về xa mặc kỳ về rộp rộm khá nệ bàn lọ ná đòi bị phía xa từ lơ rương mũi tế cứ giả rạng xâm khăn nì ca riêng phía xa ổng khá lệ. Nì dê dàng ná ỏi kì khơi nhìn thà riêng phía xa ổng khá lệ bất chì mình giả rạng xâm khăn mẹn. Nhưng chỉ trong rõi nâng khỏi nà sông bởi chạy thà Unity ní cứ kì chong ỏi dân đăng thà ca sở xe dùm này cả thả khăn ní, nông mùi cả thả khăn cứ dân bị phía xa rưu có nị dây tay cùng nất xâm khăn tại mùi bần nổ. À lời ní dân chôn một đòn hỏi dân mơ phía thả coherence. Phía nâng kì ai sở xe thả coherency bàn đủy khí nế. À lời dân mơ, coherence means your paragraph is easy to understand and read. There are two elements of making a paragraph easy to understand and read. They are logical order and transition word. Coherence mean nị thả, cả thả khăn rộ bỏ nét, ngây sử dụng dụng, nâng ngây sử dụng ảnh. Mean cả thả pí, đẹp phở ai cả thả khăn mũi, ngây sử dụng dụng, nâng ngây sử dụng ảnh, cứ logical order, nâng transition word. Dân dân khuyên thả nực nông coherence, rư coherency ní. Mean nị thả, cả thả khăn rộ bỏ dưỡng, trâu tay chia cả thả khăn, đẹp ngây sử dụng dụng, nâng ngây sử dụng ảnh. Hỏi vì mình thiệt bí tiết nơi khăn coherent nâng, đảm bây thua ai cả thả khăn đọc bỏ dưỡng nghe sử dụng nâng nghe sử dụng án, nô dưỡng priority logical order nâng transition word. À lỡ dưỡng tư sạc xa tên ọ khăn ý. Này, bạn mục đoàn hỏi, chúm nói ế logical order. Dân dưỡng trong đăng thả logical order chia với dưỡng mơ tên ọ khăn ý. Logical order means your sentences are prepared in a reasonable or sensible way. You also use examples or events as evidence. Về miền nì thả, cả tha khăn rộ bỏ nẹ. Trâu bàn riêp chóm dàng miền hẹt phò nâng miền nì. Nẹ trâu pra ưu tì hó rư hẹt phò nền nế
đâm bấy chìa phó tăng khnông xâm nề. Nhưng nâng khnông lọc chì call order ní, mình ní thà dừng riêng bởi dụng rồi bởi dừng dừng ná, ỏi miền ní, ỏi miền hẹt phòl. Mình mẹn chè tay sơ xê ỏi bàn trao nô tế, cứ xâm khánh sơ xê hói, cứ xâm khánh sơ xê bàn lồ môm hói, miền ní miền hẹt phòl phòng đài. Hói mùi bình tiết nâng khnông lọc chì call order ní, cứ dừng riêng chăm cùng nít control rồi bởi dừng từ tam lụng đạp lụng đòi. Mình ní thà cầm đất nạ đầy sầm khánh dân đã tìm mùi tứ, cầm đất nạ nợ bằng tóp dân đã lịch bì tứ, hỏi cầm đất nạ đầy cua tên nơi khói kế, rồi có tham ảnh sơ sầm khánh dân đã khói kế chân tử. Chân được nông lòng chỉ call order ní, mình trâm tay dân sở xê ở miền này miền hẹt phó thế cứ tiêm tiêu ở dân chè riêng cầm đất rứ có bởi dụng cầm trô rồi bỏ dân từ tam lũng đạp lũng đói phong đài. Lấy dân từ một bộ tỏ tiết. Chôn một đò Transition Signal. Transition Signals are connecting words and phrases that link sentences and paragraphs together, such as first of all, for instance, the result of this, all in all. Using such words and phrases will guide the reader through your paragraph easy to understand. Viết chìa pịa rứ khlía đẹp cho bà dốc nâng cả thạc khăn chìa mùi khnía, đôi chìa pịa chìa đầm bốn, chìa ưu tìa hó, chìa lát tập hó, xã rốc xịt đầy tử. Các bà nâng khlía tầng ní, nâng thơ ỏi nét an cả thác khăn rộ bó nét nghề dùl. Chẳng nực nông chùm nói Transition Signals rư có Transition Word ní. Mình ní tha về chỉ biết rư khlía chọp dịch đấy nực nông cả thác khăn rộ bó dần. Nghe được chùm nói nét kỳ lực ưu tiêu hò mò tha, chỉ đầm bông, chỉ ưu tiêu hò, chỉ lạc tập hò sở rộp dịch đấy tờ ấy nâng. Mình tha tế biết bà tay nực nông bà dấu con trô tay bần đăng tế. Xong bây tế biết rư khlía chọp dịch đây nâng nông bà dục bình chọp rư con nâng nông concluding sentence nâng có chia cả ta mũi thua oi cả tha khăn rồi bỏ dưỡng nghề dũng nghề an phong đài. Lỡ dân châu từ mơ ưu tí hoa dân sinh rồi bỏ dưỡng và tỏ tiết lực ní dân này dây ẩm bí khâu hề rần mà đòn. Chẳng nâng nông cả tha khăn mũi ní bởi dân này dây ẩm bí logical order khơi tha kỳ riêp cùng nâng công trô nâng chùm nguồn bấy hai cùng nâng công trô đài xâm khăn nâng kỳ đạt đồng bồn kế cứ firstly vẫn tỏ mô cùng nâng công trô và tỏ tiết nâng kỳ đạt tí bí. Hai cùng nâng công trô đài kỳ kết tham ảnh sâu xâm khăn nâng cứ kỳ đạt tí bầy. Nhưng ca riêp chọn bẹp ní hai tha logical order. Ấy lỡ dân ruột mơ Transition Signal rư co Transition Words. Ní chanh mơ hỏi tiện tương cho mùi nâng bị rư clear chọp dịch đấy. Nhưng khơi tha chạp bì firstly, secondly, thirdly, in fact tương ơn nâng cứ chia bị rư co clear chọp dịch đấy nâng nông bởi dục control. Bần tay finally cứ chia bị chọp dịch đấy nâng nông bởi dục bằng chọp rư co nâng nông concluding sentence. Bị rư clear tương ơn ní hỏi kê hào tha Transition Signals rư co Transition Words. Mình này thay chỉ bế rư có chỉ clear chọp sạch đầy. Các bà nợ bế rư clear từng ní. Cứ nâng thơ ai nè an cả thác khăn độ bỏ dưỡng. Nghe rụt an nâng nghe rụt dùl. Lỡ dân mơ rộp sạch đầy tích bì pro. Bì pro mê riêng nâng sầm khánh. Lỡ dân mơ rộp sạch đầy từng bì máu. Đồng bày ở dân đăng thà. Ta nực nông Transition Signal. Vì mình lẽ cả nạ đôi mình đạch khá là. Dân mơ Logical Order. Logical Order nâng mình này thay cả thác khăn độ bỏ dưỡng. Trâu riêng chom dân ná ở miền hẹt phó nâng miền an tình này. Chẳng nực nông logical order ní, mình trâm tay dân sổ xê ở miền hẹt phòng nâng miền này tế, dân trâu chè riêng chóm lùm đáp lùm đói cùng đất control rồi bỏ dân tham tiệt phòng. Dân nghĩa mơ Transition Signal vinh. Transition Signal ní, về chỉ bế rư chỉ clear đại chọp bởi dốc nâng cả thà khăn chỉ mùi khí. Đôi chỉ bế chỉ đầm bốn, chỉ ưu tì hó, chỉ lạc tập phó, xã rộp sạch đầy tử. Hơi bế tặng ổn ní, dân bàn bằng hai rụt một hơi nực nông. Dân bàn riêng rụt một hơi nực nông mê riêng. Đây ông bì bởi dụng control rư supporting sentences nâng bởi dụng bằng chọp rư concluding sentence. Đối chân hãy xông ơi nè sạc xa tầng ớt châu tầm mơ mê riêng tầng bì nâng lãng vĩnh đâm bây ở dân chọn chăm nơi bế rư clip chọp dịch đây tầng nụ. Hai bởi dân bởi dân chạy hói chăm hói mình bạch chăm mớ co mình ấy đài. Ấy lớn nế dân bàn một đoàn hói sẽ đây bằng thêm ông bì unity nâng coherence. Lớn dân mơ tì mũi unity. Unity means that you discuss only one main topic in a paragraph. Về miền này thả, nẹ bị phía xa, lơ bỏ thiên ở bót, rư cùng nất xâm khăn tại mùi bọn nó, không mùi cả thả khăn. Chẳng nợ không mùi cả thả khăn, dân ọt ách lực lăng cùng nất xâm khăn, bị bây buôn bàm nợ không nâng bàn đề. Miền này thả cả thả khăn độ bỏ dân mùi, dân này dây tay cùng nất xâm khăn, rư bỏ thiên tại mùi bọn nó. Hỏi bàn dân bà cùng nhật control nâng ở bàn chán đâm bây control rư át thị bái tờ lơ cùng nhật xâm khăn đồ bỏ dân. Chúng nói tí bí coherence rư coherency. Dân mớ, chúng
Chúng A, logical order. It means your sentences are prepared in a reasonable or sensible way. Vì miền này thả cả thả khăn rồi bỏ nét, trâu bàn riêng chấm dạng miền hẹt phá nâng miền ạ tình này. Chẳng nực nông logical order này, miền này thả dân trâu prao pro dục dạng ná ai vì miền này nâng miền hẹt phá trầm trâu. Chỉ vì thế dân trâu chế riêng chấm lùm đạp lùm đòi hẹt phá nâng cùng nâng control rồi bỏ dân tham tiệt phòng. Chúng nói bí, transition words, record transition signals, are connecting words and phrases that link sentences and paragraphs together, such as, first of all, for instance, the result of this, all in all. Vì chỉ biết rư clear đẹp cho bởi dốc nâng cả thác khăn chỉ mùi khí, đôi chỉ biết, chỉ đồng bốn, chỉ ưu tì hô, chỉ lật tập hô, xã rốc sạch đầy tử. Chẳng nơi khăn chúng nói TP này transition word này, mình này thác kể áo dương chế pra rư clear chọp sạch đầy, tiếng khăn bởi dốc control nâng bởi dốc bằng chọp. Xã rộp một vịnh, Unity nâng coherent này, cứ chia thiết xâm khăn để thua ai cả thả khăn rồi bỏ dưỡng miễn bỏ sức từ phiếp lò. Bông bôn đang ở xã cực mơ tử, chúng nói tìm mùi này Unity này, cứ kể áo dưỡng bị phía xa tại lớp và thiên đã bắt tại mùi tế, rứ có cùng đất xâm khăn tại mùi tế. Mù là hai đời xa ấy, đời xa ta kể chọn ở dưỡng, đó ở nè à nơi ở vây mùi ở trịa lẹ, bởi thà này dưới âm phía ở vây cư này dưới tại rương nút tay bằng nọ, thơ vơ mách ở kê dôl ta chúng nói mùi nông tất bà này. Hai đọc bèl coherent, cư dân bắt đọc xâm khăn từ lơ ca riêng trọng bởi dốc ở miền này miền hẹt phát bồm tiếng miền lũng đạp lũng đòi trầm trấu. Chẳng này từ tiết, đồng bởi ở ngay sửu án cư dân bảo bác, bởi ở clip chọc sạch ở đây. Được chứ này, Unity hay nâng coherent này, bởi dân kết tấu về miền bay chùm nói. Tì mũi cư bị phía xa lơ bởi thiên bọt tại mũi, rư cùng nâng xâm khăn tại mũi. Hai tì bí dân trâu chê riêng trọng lũng đạp lũng đòi cùng nâng đọc bỏ dân ở miền hẹt phát nâng miền này chứ bảo lót. Hai chùm nói tì bấy cư dân chê bảo bác. Nếu biết được clear, chọc sẽ kết đầy. Chẳng ảnh nửa vật nửa câu ca tình ổn này, cả thác khăn đồ bỏ dưỡng căn tề miên bỏ sức tự phép. Hồi chỉ bị xét vừa ở nửa án, còn nghề án, hồi nửa nghề dùl. Hồi nửa nông video này, dân sắc xa ông phí Steps of Writing, cứ chung hiến ní ca sở sệ. Một nâng chập đàm sắc xa nơi mê riêng này, xong bóng ôn chùi cho subscribe phóng, rồi có chùi đạn dành nhà cận đăng phóng, đâm bây từ tụ bàn video thamay chìa bằng tỏ tiệt. Hãy to tới mà chạy một đồ thôn thiên thầm ấy, nâng chú dìm bình chân video mê riêng ở bàn tràn. Xâm rạp bóng ôn này miên chi mặt tệ đầm bầy giữa thạp bản á, rư có miên dùm nú, miên dùm nông bố ấy trong lực lãng nú, cứ ai lực lãng, tớ tam rồi chạy cả bắt đầu mặt tệ nơi kháng kháng video bàn. À lấy cùng ai khát phế, dân châu tớ sắc xa nơi chùm nọc này tầng ọc nế, Steps of Writing. Chùm hiên này ca sở xe nâng cứ miên buôn giáng, tí mũi cứ pre-writing, hay tí phí cứ writing, tí bấy cứ editing. Tuy buôn cứ Publish rư Publishing. Lớ dân chọn đăng thả ta chung hiện tiếng buôn này, mệt ảnh thần ý rư co rồi bị bọp dạng đôi mệnh khác, dân châu tờ mơ tiếng ọc này. Tuy mùi Pre-writing. Lớ dân mơ tiếng ọc này. The pre-writing stage is when you think carefully to find ideas for your paragraph before you begin writing. When some ideas come to your mind, write it down. Ideas may be single words, phrases, examples, feelings, people, situation, etc. Do not write ideas in complete sentences. Về miền này thả, nếu bên này kết rốt cùng nít là o lõ, muốn nâng sở xê không cả thả khăn rụt bỏ nét, nếu bên miền cùng nít là o phóc nông chật nét, nét trâu sở xê viết tục liềm. Ca sở xê nốt, ai sẽ xe chỉ biết cùng lứ, rứ khlê cùng lứ, ưu tế hó, à rõm, mần nú, sẽ thả nạ ca xinh xinh chỉ đàm. Tại mình trâu sẽ xe viết chia bởi dục bình lòi. Nhưng nâng nông pre-writing này, bà xanh dự dân bệnh thiệp cho mùi nâng dùm nế khám ái, dựng ai hào viết thả chỉ phân nộ cùng nịt. Nâng dùm rạp bóng ôn đại sắc xa mục vị chia tay nị buôn đăng hói, phân nộ cùng nịt ní, rứ có pre-writing ní, mê nê thả môn nâng dân sở xe ẩm pi ở vầy mũi, dân trâu thể kết thả ta. À vậy các đại dương trong sổ xế đã được nóng và thiên đã bọt bỏ dương nâng. Rưu có thà ta ưu tỷ hôn nạc lạc đại dương trong lực láng được nóng xâm nê được bỏ dương nâng. Chẳng ai đại dương nạc khớ dương được xế đã bởi châu phìm. Vẫn ta dương được xế đã bởi châu nâng cư dương sổ xế tài hả nát đại tiện tôn chỉ mùi nâng và thiên dương bàn hồi. Hay ca sổ xế nâng tiệt sao bông ôn mơ tớ. Ca sổ xế nâng tiệt sao cư dương được xế tài chỉ biết chỉ clear chỉ ưu tỷ hôn clay mau tế. Dương ôn ai sổ xế viết chia bởi dục bình tế. Đại sao bởi dục bình nâng dương nơ miên chùm hiên mùi tiệt.
Hãy lấy dân cho tôi mở ưu tiêu hóa tầng ổn khả chẳng này cứ chia pre-dating example of using computer. Mình này thà chia phân hộ cùng nất đưa gọi chia pre-dating này ca pra computer. Chẳng kia ao dân sổ xe ẩm phí ca pra computer. Chẳng mới dân lợi bịa cần lưu ích là một đạn. Này cứ chia bịa cần lưu rưu co chia pre-dating đầy dân sổ xe ẩm phí ca pra computer. Hơi xong mà chạy chung thà ca sổ xe pre-dating này cứ miên tra ơn bài tra ơn giang đấy. Phần tài nực nông tin ít xô bằng hàng chun thà lập biệp giả xe xa mạnh cứ dân tre vô tài mặt đòn. Chẳng là lỡ dân an tăng ọc nế. Short time to do document. Mình đi thà pra bê khlấy đam bay thơ kệch cả. Size of computer. Tùm hôm này computer. Easy for school. Ngay rùa đọc ca sạc xà. Enjoy using. Rịch rê nực nông ca pra. Internet access. Ách đâm nào ca chỉ mùi nâng internet. Watch movie or video. Ai mở rương rư co video bàn. Listen to music. Snap đoàn trầy. Playing games. Lên game. To do research. Thơ ca sẵn triều. Contact with friend. Tùm nét tùm nôn chỉ môi mật phẹ. Chẳng dân khơi thả clear cần lưu khlay khlay ní. Trời bàn lợt láng đòi tiệ tôn tờ nâng biệt tha using computer. Mên đi thả lợt láng tiệ tôn chỉ môi nâng bật thiên lạc bọn. Chẳng nâng nông pri đại thi ní. Cứ kê sở xe khlay khlay bẹp nâng ánh. Hay kê sở xe nào với đại dân rục nâng khơi phliêm phliêm. Hai xua thà ta kê sổ xe bẹp này đảm bày ở quầy, dân châu tơ chùm hiên tì pi tài mặt đòn. Dân tì mũi cứ predating, nó cùm nịch, là dân châu tơ tì pi. Tì pi, writing, nơi bê đầy dân sổ xe. Kê thà this stage is when you turn your ideas into sentences. Kê thà chùm hiên này, nơi bê đầy dân vô cùm nịch rồi bỏ dân tơ sổ xe chi bởi dụng. Mánh dân sổ xe tru hai nơi khăn predating. Chân cư nơi khăn chùm hiên writing này. Khi ao dục ở phía tầng ổn nông, clear tầng ổn nông, một sổ xế chia bởi dục tài mặt đón, nơi khăn writing này. À lấy dân mơ chùm hiền được bảo vệ và tỏ tiết thật ta dân cua thơ ấy là nợ phê để dân cùng phong sổ xế. Tí mũi, write the topic sentence, supporting sentences and closing sentence. Mên đi thà nợ phê để dân sổ xế, dân trở cho bác thà, khăn ông dùm nê cả thà khăn được bảo dân, mên topic sentence, mên supporting sentences, hai nâng miễn closing sentence. Tí pí, write clear and simple sentences to express your meaning. Chúm nói tí pí ní kì ao dân sở xê nơi bà dục ở bàn chấp bác ở bàn thò mặt đá đầm bây bình chế nơi ăn tình này rồi bỏ dường. Trong chúm nói ní xâm khánh á, bông bôn đừng ở khăn này chúm nói tí pí nâng. Pê kla dân kết tha sở xê đã biệt lôi đã biệt play dân kết tha trà. Tam bất tới dân plik kịch nở rương mùi tha nở pê đại dân sổ xe xâm nế. Cứ dân chăng ở nè án nghe sổ án nâng nghe sổ dùl. Chân dân trơ chư diêm thơ dân ná aoi kịch tha khăn đọc bò dân nâng. Miền biệt là môm đa kê ách án tớ nghe dùl hói miền này tiệt phòng. Chấm nách tí 7. Focus on the main idea of your paragraph. Chân chấm nách tí 7 ní. Nở pê đại dân sổ xe dân chư diêm đọc xâm khăn tài lơ. Cùng nách xâm khăn nực nông kịch tha khăn đọc bò dân. Dân sở xe complete ở xót thả. Táo dân cầm phong tay sở xe ẩm phía ở quầy. Tốt bây chỉ dân lực ủ tiểu ho. Tốt bây chỉ dân lực cùng nít control có đói. Cứ thơ mất ai việc control. Rư co miên tùm nệ tùm nốn. Tâu nâng cùng nít xâm khánh. Rồi bà cả thả khăn rồi bà dân. Rư dùm nê rồi bà dân. Chúng nói tí buồn. Use the dictionary if you can to help you find additional words to express your ideas. Chúng nói tí buồn ấy kì ao dân pra vạch chân nụ cọm bởi xanh bờ ạch đầm bây ấy. Đầm bây chui ở dân nâng ạch rốt bệ bằng thêm tiết. Nước nông ca sở xế đầm bây bình chạy cùng đất rộp bỏ dân. Vân thay chúng nói tí buồn ấy chỉ tư tớ bê bà lòng ấy dân ọt sơ miên ọ ca pra tế. Chẳng xâm nê nơi bà tế rư có kết cả bà tế ấy rư có tí nà để dân ạch miên ọ ca pra vạch chân nụ cọm bán dân cú tái pra vạch chân nụ cọm tớ đầm bây ấy. Đầm bây bình chạy nở bịa để dân pra nâng về xì chỉ mùi nâng bật thiên ở bót rư có sản phép để dân cầm phong tay sở xế đai rử tề. Chẳng nở khăn chùm nói tì pi ní cư dân chập đam pi sở xế rồi hốt đó sở xế bình chập. Cư bưng lơ chùm nói chẳng ní đầm bây bê sở xế đầm nà ca tớ bàn rồi lùn. À lỡ dân tờ mơ chùm nói tì bây tỏ tiết. Chùm nói tì bây cư editing. Editing ní cư ca cài prai rư có ca cài lùm ổ rư có ca bằng thèm. À lỡ dân mơ. The editing stage is when you check your paragraph for mistakes and correct them. Nơi khnông chùm hiền ní, cứ nơi pê đại dân trút bị nít cả tha khăn đồ bỏ dân, xoay nhu rộ cầm hóa hơi nâng cài về. Chân nơi pê đại dân sổ xê hói,
cứ dừng trở để an về làng vĩnh đam bay mờ cầm hó nâng cài prai cầm hó trong chấm nói tí pin khơi thả bóng ôn dương mùi chấm nún còn ở đại bàn thờ tế còn sờ xê chẳng tức ao máu dỗ đại kêu tai mặt đòn chẳng cái lại ni mũi ở sơ chi tùm lọp lọ tế bóng ôn chi diêm sờ xê sầm nề chẳng mách ở sau pram để tì cái túi trong máu tới đam bay dừng an hơi dừng cài prai làng vĩnh à lấy nước non chấm nói tí bay ní thật tớ cài prai bàn lọ nâng dừng tới pin đất mờ từ lơ vậy kia à lấy dừng châu từ mờ từ ở khné tí mũi cứ read your paragraph again complete a sách cứ dừng án cả thả khăn độ bao dừng làng vĩnh tí pí check your spelling dừng pin đất mờ ạ cả ra vì rụt khai lô việc khâu vì pro ta khâu hay bật tụ bao dừng có khả đại tí bấy check your grammar pin đất từ lơ với giờ có độ bao dừng hà na click a hà na click ing nâng cứ dừng pin đất từng ao với giờ có độ bao dừng được không dùng này nâng chấm nói tí bốn make sure each sentence has a subject chấm nói tí bốn này kia ao dương chú bác tha bởi dốc rồi bỏ dương nâng cứ miên bật thiên trầm trời hỏi bì bố thà nợ bê đầy dương sở xe lươn lươn bê tớ rưu cô bởi nhạc bê tớ bê khlác bắt bật thiên ở đằng khuôn này à lấy chấm nói tí bằm see if your subjects and verbs agree with each other kia ao dương mơ thà tớ bật thiên nâng kê đầy giá về see khne hai đường nâu ưu tí hoa thà see is see việc trâu prao chỉ mùi nâng is nhấn tại ưu thơ thì dương cho lắm dương từ chỉ đạt si a vĩnh dân vị ở trầm trời thì đọc về dân dân an tới dân cai khơi tha và thiền mùi nâng vị ở si khné vị ở trời khné chỉ mùi nâng kệ để già nâng tế dân dân cai pi a đại ý tới việc trời gầy dân chỉ nói ti pram này còn là bằng hai tha dân bị lật mơ thật tá và thiền hai nâng kệ để già không phải dục bao dân nâng vị si khné hai được nừ ấy lấy dân châu từ mơ chậm nói bằng to từ tiết để tôi chỉ mùi nâng editing nâng mà đo lịch phẩm mùi check the verb tenses of each sentence chúng trong chấm nói này kia ao dương tiên toàn kệ để giang cướp cá để dương prà được nông sầm này rồi bỏ dương một đo lệch làm pí make sure that each sentence makes sense một đo lệch làm pí này kia ao dương mơ ở chỗ ba thà cướp bờ dốc rồi bỏ dương miền này hơi được nở trong chấm nói này có sầm khăn này pe khla bong bong cất thắng sơ sê sầm này sơ sê ở tập bàn tràn tràn tập bàn bẩn tụ rồi tam bữa nãy pe để dương sơ sê sầm này hơi prà bờ dốc tràn hơi khóc bờ thiên đập bót mình khó ai pio sầm ram tập đạn được nông sầm này bỏ dương đấy miền này thật ổn này được ổn phải giỏi tại mặt đồng chẳng chưa dìm sở xe ở trâu từ tam cô cá chưa bị xác cực phải dốt tầng ớt trâu cho bác thả miền này hơi tiện tuôn khả nề mơ bật tỏ tiết lệch phạm 7 make sure your paragraph has a topic sentence trâu bà con thả nực nông cả thả khăn rồi bỏ dưỡng miền bỏ dốt bỏ thiền rứt có miền topic sentence ở nâng dùng khăn á cả thả khăn mối bờ sân chỉ ở topic sentence cứ chọc sọc cực tại mặt đồng ở đăng thời dân trong sở xe MPAT lệch 9 make sure your supporting sentences focus on the main idea lệch 9 នេះត្រូវច្បាស់ថាប្រយោគគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើគំនិតសំខាន់តែប៉ុណ្ណោះទី10 make sure you have a closing sentence ត្រូវប្រាកដថាក្នុងកថាខណ្ឌរបស់យើងក្នុងសំណេររបស់យើងមានប្រយោគបញ្ចប់រួចហើយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះសូមបងប្អូនសរសេរឲ្យយើងអាសាផ្ទៀងផ្ទាត់ម៉ោងផងកុំឲ្យអាងតែចេះតែសរសេរបានសរសេរបានយើងប្រឹងតែពឺតយោពឺតយោអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាប់ម៉ោងយើងអត់បានសរសេរប្រយោគបញ្ចប់ហ្នឹងគឺខាតបងតែម្ដងពីព្រោះវាអត់គ្រប់គ្រឿងដោយសារអីនៅក្នុងកថាខណ្ឌមួយវាត្រូវមាន topic sentence វាត្រូវមាន supporting sentences វាត្រូវមាន closing sentence បើសិនជាយើងអស់ម៉ោងអត់បានសរសេរ closing sentence ទេគឺខាតតែម្ដងចំណុច11 check that all your sentences focus on the main idea ចំណុចចុងក្រោយនេះគេឲ្យយើងពិនិត្យឲ្យឃើញថាគ្រប់ប្រយោគទាំងអស់សុទ្ធតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគំនិតសំខាន់របស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជំហានទី3នៃការសរសេរឃើញថាចំណុចទី3នេះច្រើនប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចាប់តន់ហើយបើសិនជាអត់តន់ទេអាចមើលវីដេអូនឹងសារឡើងវិញក៏បានដែរពីព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងវីដេអូនេះឥឡូវយើងចូលដល់ជំហានទី4ជំហានទី4នេះអត់មានអីច្រើនទេនៅក្នុងការសរសេរគឺ publishing ឬក៏ publish ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាThe publishing stage is when you produce a final copy of your paragraph to give to your teacher. នៅជំហាននេះគឺយើងផ្ដល់នៅសញ្ញលិកកិច្ចការសំណេររបស់យើងទៅកាន់គ្រូអាហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងគ្រាន់តែយកក្រដាស់របស់យើងជូនទៅដល់គ្រូជាការស្រេចប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីសៀវភៅវិញគឺយើងនិយាយអំពីការបោះពុម្ពហើយនេះយើងនិយាយអំពីការសរសេរសំណេរអត់មានបោះពុម្ពអីទេគឺសរសេរហើយយកទៅឲ្យគ្រូជាការស្រេច
chúng chúng hẹn tiếng buồn này, xem rap bong phaon đại chơi hói, xem op on sát tố, phần tai xem rap bong phaon đại mình toàn chơi, chỉ biết xem phaon phaon đại sắc sàn, nơi thân anh nội vật chia lại, nâng thân anh vật chia lại, xem bình nhận mơ chúng hẹn đi ca sơ sê nâng ở bàn nhược nhọp tới, bị pro về miền sơ đã xem khăn nát, nơi nông ca sơ sê xem nay cả thang khăn chỉ biết xa ông khê nâng, có đôi chia sơ sê xem nay đã tây tiệt đài.